Hôm nay tại phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất phương án trình chính phủ tăng 6,0% lương tối thiểu vùng kể từ ngày 1 tháng 7 2022. Cụ thể, vùng 1 tăng 260.000 đồng, vùng 2 tăng 240.000 đồng, vùng 3 tăng 210.000 đồng và vùng 4 tăng 180.000 đồng. Mức tiền lương tối thiểu vùng gần nhất là từ ngày 1 tháng 1 2020 với vùng 1 là 4,42 triệu đồng. Vùng 2 là 3,92 triệu đồng, vùng 3 là 3,42 triệu đồng và vùng 4 là 3,07 triệu đồng. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 7 lên đến 8% từ ngày 1 tháng 7 2022. Lý giải về việc quyết định tăng từ ngày 1 tháng 7 thay vì tăng từ 1 tháng 1 như các năm trước đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết qua gần 2 năm không tăng lương tối thiểu vùng do tác động của dịch bệnh COVID-19. Hiện tại nền kinh tế đất nước đã phục hồi, dịch bệnh được kiểm soát. Việc tăng lương là nhằm giúp người lao động vượt qua khó khăn và cũng là động lực để họ nâng cao năng suất lao động.